Bài 4. Nhân dịp Tết Trung Thu, bạn An dự định làm một cái lồng đèn hình chớp tứ giác đều. Đây là vẽ ra cái hình chớp tứ giác đều nha các bạn. Đẹp. Đặc điểm của các đây là hình chớp tứ giác đều thì tất cả các mặt bên là tam giác cân nha các bạn, tam giác cân, và tất cả các mặt bên này có diện tích nó bằng nhau nha, tương ứng nè, nó có cạnh đáy là 30 cm và cái đường cao của mặt bên, đường cao này nè, vuông góc nè, đây là chữ H đi, đây là A, đây là B, đây là C, đây là D. Rồi, đây là 40 nè. Thì các bạn nhớ hình chớp tứ giác đều thì mặt đáy là hình vuông nha các bạn. Đây 30 nè, đây 30, 30. Vậy muốn tính diện tích xung quanh. Câu A nha các bạn. Muốn tính được diện tích xung quanh nè, diện tích xung quanh sẽ bằng diện tích có bao nhiêu mặt ạ? Bao nhiêu mặt bên à? Có 4 mặt bên nha, vậy bằng 4 diện tích của một cái tam giác, đây là tam giác mặt bên nha, lại cho là S D C cộng với diện tích mặt mặt đáy. Vậy sẽ bằng nè. 4 lần nhân diện tích mặt bên sẽ bằng 1/2 chiều cao. Chiều cao là 40 nhân cạnh đáy là 30 cộng mặt đáy là hình vuông sẽ bằng cạnh nhân cạnh hoặc là cạnh cạnh bình. Các bạn tự tính ra và nhớ đơn vị là cm vuông. Câu B, tính thể tích cái lồng đèn. Biết chiều cao của nó, chiều cao là h nha các bạn. 5 nhân căn 55 cm. Rồi, thì mình muốn tính thể tích của một hình hình chớp sẽ bằng 1/3 chiều cao nhân diện tích đáy thì sẽ bằng nè 1/3 cao nè là 5 nhân căn 55, diện tích đáy là hình vuông sẽ bằng cạnh nhân cạnh hoặc là cạnh bình. Rồi các bạn bấm máy tính ra được chưa?